Ây yô, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hậu Cáo nhá. Hiện tại thì mình mới ra cái khu vực này xong ấy. Và hiện tại thì đang bị sốc nhiệt nha anh em. Hôm nay thì mình định sang đón thằng Hạnh đi cùng ấy. Nhưng mà thực sự với anh em là thằng Hạnh nó lại về quê tận Sóc Trăng rồi anh em ạ. Hạnh thì kiểu như là ở với ông bà ngoại nó đấy anh em ơi. Nên là thường thường nó ở quanh đây này, nên là thường hay đi quay video với mình. Nhưng mà hiện tại nó về quê mất rồi. Ngày hôm nay có hai thằng Bin và Ken thôi anh em nhá. Hôm nay đã quyết định theo cái chuyên mục ẩm thực thượng cờ theo phong cách sinh tồn của Hậu Cáo. Đợi tụi nhỏ lên đi mua trà đá về, sau đó là bây giờ chúng ta ra đây ẩm thực luôn đấy chỗ này anh em ạ. Bây giờ thực sự với anh em ở trong Cần Thơ thời tiết rất là nắng nóng anh em ơi. Nên là mình đang bị sốc nhiệt, đầu đau, đi qua đây mấy cây đi lòng vòng đi đón bọn nó về đấy. Nói chung thì cũng khá là mệt. Đợi một tí thôi rồi làm ẩm thực cho tụi nó ăn anh em ạ. Tìm được cái chỗ này cũng khá là râm mát anh em. Thời tiết ở trong Cần Thơ hiện tại bây giờ khoảng tầm 3 giờ chiều rồi, vẫn rất là nắng nóng anh em nhé. Ngày hôm nay qua đây một chút, sau đó là anh em mình múc bằng ẩm thực luôn tại đây anh em ạ. Đồ đạc thì mình đã mua sẵn đây rồi, gồm xúc xích nha anh em. Đó, túi này như là 50.000 gì đấy. Đây. Đó, rồi là có cả lấm này, rồi có cả bò viên chiên này, rồi có ít rau này. Mua xong nó héo mất rồi anh em ạ. Thực sự với anh em cái khu vực này nó khá là đẹp đấy anh em, nhưng mà nó bị bỏ hoang mất rồi. Đợi một tí nữa vào xem trong đây có người không rồi mình vào trong đây mình khám phá cho em xem nhá. Thấy tụi nhỏ bảo là ở trong đây có người nên là quyết định thì sẽ thôi không vào nữa. Hôm nay thì ra đây múc bang vậy thôi anh em ạ. Ok. À 9.000. À túi to lắm, túi này vàng lít anh em ạ. Ngày hôm nay tiếp tục theo chuyên mục ẩm thực thượng thừa phong cách sinh tồn Hậu Cáo nha anh em. Tìm được chỗ này khá là râm mát anh em ạ. Cho lấm vào chưa? Trời ơi. Anh định cho. Trời ơi, trống nóng rồi. Anh định cho này vào trước ạ. Mày không đặt ra. À. Đặt ra cái đây. Từ từ cho rau cho ấy vào trước đã. Rồi có cả xúc xích này. À, bỏ xúc xích ra đi. Chút xúc xích để xíu đây. À từ, có. Từ từ ông ơi. Hả? Cắt gàng cây. À. Bảo tụi nhỏ là anh em về nhà lấy đũa thì anh em không lấy. Lấy được có cái chảo này, sau đó lấy được cái này ra anh em nhá. Còn mình cầm cái đùi ra, còn chảo mình không cầm thì tụi nhỏ nó cầm được cái này với một đôi đũa ra này. Nhưng mà bây giờ thì anh em lại phải chế đũa rồi. Đấy. Xúc xích là thái rồi, cho vào luôn nhá. À. Quên lại không cầm cái bát nữa cơ. Úi dồi ôi, cái lồi này thì hôm nay xác định là một lồi lẩu ngoài vỉa hè rồi anh em ạ. Đợi tí cho sôi lên là anh em mình múc bang thôi. À, vừa giờ thì mình cũng có bảo là anh em mua mỗi thằng một túi trà đá chỗ này về một lít ấy, hoặc hơn đấy anh em ạ. Lít rưỡi không dài? 3.000 một bịch à? À. Ăn này khát nước nên là uống nước. Hôm nay không bia bọt thì với anh em nhá. Ngày hôm nay thì không có thằng Hạnh nên là cũng bớt ồn ào hơn nhỉ. Chứ bình thường quay với Hạnh nó cũng hay hơi ồn ào hay cãi nhau đúng không? Tự thằng nào có bát là thằng ăn. Anh thì có cái này lót tạm mà ăn được rồi. Ờ, mày khôn ấy. Thôi, ăn đi. Ăn mấy cái khối lượng này thì chắc là tối nay về thì thôi khỏe ăn cơm nữa. Đó, ăn xong tí tính là làm gì tiếp đây? Tắm sông. Tắm sông hả? Tắm sông nhà em đi. Ok, tí về nhà Bin với nhà Ken tắm sông anh em nhé. Tắm được tôm không? Ô, mò được tôm không? Tôm được. Ok, tí về xem có sinh tồn được cái gì không thì sinh tồn. Nói thật với tất cả các bạn, hiện tại thời tiết ở trong đây rất là nắng nóng anh em nhá. Mình cũng không hề biết là quay video gì nữa anh em ạ. Theo chân tụi nhỏ rồi đưa mình đi đâu để đi đấy anh em. Nãy thì cũng tính là anh em qua cái chỗ họ bắt cua rồi anh em ăn ẩm thực luôn tại đấy. Nhưng mà ngày hôm nay quyết định là qua chỗ này luôn, tại vì bây giờ đi qua chỗ này đấy, thế nó râm mát, tiện cho cái việc là ăn uống thoải mái hơn. Chứ thực sự là bây giờ mình rất ngại nắng anh em ạ. Tí qua bên kia tắm mà tìm ở râm râm mới tắm nhá. Dạ. Chứ mà nó nắng quá là anh hay bị sốc nhiệt lắm đấy. Cơ bản là chịu nắng trong đây toàn cày nắng từ 12 giờ trưa xong rồi nó cày các thứ vào thì anh em biết là như nào. Nó nắng một cách dã man anh em ạ. Sau khi mình tìm hiểu thì phát hiện ra phía sau mình đó chính là một cái khu nghỉ dưỡng anh em nhá. Nhưng hiện tại đang bị bỏ hoang anh em ạ. Ngày hôm nay coi như là đưa tụi nhỏ tới cái cổng khu nghỉ dưỡng này rồi anh em mình ăn uống luôn tại đây nha anh em. Ban đầu thì mình bảo anh em bỏ từ từ mà thôi. Anh em ăn được mấy miếng bây giờ đã cảm thấy lo rồi. Anh em phải cố nhãi hết rồi nhá. Chứ bây giờ mà bỏ đi thì uổng lắm. Chắc chắn hết thì mới nướng xúc xích, còn không thì thôi không nướng nữa. Nướng anh không? Anh giờ em dẹp nữa bạn. Ok anh em, hiện tại anh em mình ăn lo rồi anh em nhá. Anh xem bụng nào. Lo chưa? Rồi. No rồi hả? Bụng to lắm anh em ạ. Đây, thì anh em bây giờ thì về nhà đi bắt gì đây? Đánh chén chính thức cũng lo say rồi. Ngày hôm nay quyết định lại đi sinh tồn em xem nha. Nhưng mà mình nghĩ sẽ không được con gì đâu. Nó say rồi, bây giờ lên đường đi sinh tồn thôi. Ok anh em, cho nó chết anh em ơi. Đây, đây anh, kinh lên. Xem nào. Cho xuống đi. Rồi, ui còn cá bống này. Còn con nữa, hai con luôn. To nhỉ, kiếm cái gì đựng đi. Kiếm gì đựng đi mấy đứa ơi. Được hai con cá bống này.
À, nó nhảy luôn này. Ui, con này to thế. Đây sao? Hai. Ui, con nữa này. Hai con luôn này. Hai con. Một con bé, một con to này. Đấy rồi này. Kiếm được cái chai cho vào chai tiện hơn chứ quay cả lại anh em xem nó không rõ đấy. Bóng này. Tổng cộng từ nãy giờ được 5 con cá bống nha anh em, có cả to lẫn bé nữa. Giờ sạch chưa? Ui giời ơi, to thế. Ui bống cụ anh em ạ. Ui to thế nhỉ. Ui ui. Mò cả trong đấy nữa kìa. Thuyền kia nhanh nhanh. Chỗ này nó có cái thuyền hay là nước nó đọng bên trong ấy. Anh em thử lên đây thế vẫn mò cá to. Đi. Tính là mình qua đi mò tôm nhưng mà quyết định là thôi mò cá bống cho tiện anh em, nước nó rút rồi nên là việc bắt cá rất là dễ anh em ạ. Anh em xem rồi mò tí thôi đống cá bống luôn nha. À? Lên không ma dã ở mảnh sành đó. Thực sự với anh em mà dưới đây nhiều mảnh sành lắm, đi không cần cẩn thận cái là toang ngay đấy anh em ạ. Mình phải neo cái thuyền đấy đã. Ok ma như biển luôn này. Tự nhiên nó lên cơn sóng kinh quá ấy. Nhìn chóng hết cả mặt anh em ạ. Mỗi tội nước hơi đục vệ, hơi tanh một tí. Nó không giống nước biển. Nào. Bé vậy. Bọn này nó quen địa hình ở trong đây anh em nhá. Đi rất là đơn giản luôn. Mình đi toàn vướng đá ngầm thôi anh em ạ. Đi kinh phết không đi được. Đấy, ông cao ông đi vừa múa nữa cơ. Mình đi trong đây như tra tấn anh em ạ. Cơ bản là ở dưới chân đây không biết có gì ấy. Những cái địa phận ví dụ như là gạch đá lồi này, xong là bỏ chai và giếc đã. Kệ đi. Nước thường thường nó ngập lên tí tí trên đây này, nhưng hôm nay nó rút kinh rồi. Ờ đợi đợi đây tí. Xem mò cá không? Ma sụt luôn ạ. Bống to không? Cá bống chỉ tầm này là to nhất anh em ạ. Nãy còn một con nữa thật đây này. To lắm, để trông nó tổng kết thành quả đã. Hết hơi rồi. Móc vào trong đây ra. Hết bố nó sức rồi anh em ạ. Mệt vai. To. Cá bống kèo. Mẹ con bống kèo nữa. Cái gì bống sao nữa? Bống sao mua mà ăn chứ không? Đi đi. Anh không đi nữa. Thôi chưa. Anh đi ra ngoài nó mới nhanh. Nhanh chấu. Đứt bố là hơi trong đây rồi. Hả? Xem cho cái nước này, ống nước này này. Đó. Nước, nước. Uống nước à? Không. Xem trong cái nước này có cá không? Đấy. Anh điếu quá. Chết rồi. Không à, tắm đi nào. Mệt lắm rồi. Ra ngoài tắm đi. Mình đơn chơi thì chơi đi, anh ngồi anh nghỉ đi đi. Xem lấy cái dính cá. Ôi chóng mặt quá, chết rồi, không đi nữa. Cứ đi đi, anh chết rồi. Anh nghỉ đi. Nghỉ chưa? Đéo theo được đâu. Má bọn này khỏe kinh. Bụi nhỏ vẫn đang trôi ngoài này anh em nhá. Mình không thể nào theo đuổi tụi nó anh em ạ. Cơ bản là mình vừa cầm máy quay, bây giờ thì mất hết sức rồi. Má à, là ngày xuống anh chơi. Đi xuống đây. Xem mặt nào. Xem mặt nào. Dạ. Đây xem mặt cụ này thế nào. Dí dí mặt máy quay nhìn đi. Mệt quá, không theo chân tụi nhỏ nữa anh em ạ. Tổng kết thành quả cho anh em xem từ nãy giờ mấy anh em mình bắt nhá. Đấy. Đây. Con này to nhất này. Sao con này nó đen bóng vậy trời. To lắm. Kinh nhỉ. Bóng đen chuỗi luôn rồi. Bọn này lui về làm cánh đẹp phết. Nhưng mà trong này nhiều lắm. Có thả đi không? Thả nhá. Thả đi nào ơi. Đi tắm đi. Thả đi nó có sống không? Sống. Có đây nè.
Ôi. Anh chỗ nước ạ, chỗ nước ạ. Bất vào nước đi, chó xấu. Rồi vậy được rồi. Chứ nói từ thế nhỉ. Nhiều lắm. Đi ra tới đây thì phát hiện ra người ta đi cào cá, cào tôm ấy anh em. Cái này mà nó còn sớm sớm ấy thì xin người ta đi cùng cũng được. Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, hết quyết định là thôi. Lông nhỉ? Không, người ta cào nhiều nữa. À, đi xa chưa này? Đi trong đây nhỉ? Thôi đi bộ về kia đi. Hết sức rồi. Hả? Ông đã chưa qua đã đâu. Video là hay, nhớ bấm lên cái kênh ủng hộ cho Hậu Cáo nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn, bye bye. Anh em xem video đừng tua nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Ok. Yêu anh em, bye bye. Đăng ký kênh nhá. Mệt quá. Đi đắm này. Hả? Đắm. Hết sức rồi thật. Đi đắm. Cho em về nhá. Gì? Em về đi. Anh mình mãi giờ chưa rồi. Thôi em về đi, em hết sức rồi. Đi về, về nè em đi. Đi đường bộ, mệt lắm.